Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, người kể sử. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 4 lịch sử, những ngày mà 49 năm về trước, toàn miền Nam đang rung chuyển bởi những chiến dịch quân sự lớn chưa từng có. Ngày mà bom đạn không còn rơi trên đất Việt Nam, ngày mà lãnh thổ của chúng ta nối liền một dải. Battlecry xin gửi tới các bạn series video về chiến sự trong những ngày tháng 4 năm 1975 để kỷ niệm 49 năm ngày thống nhất đất nước. Ở phần trước, chúng ta đã thấy được sự rút chạy kinh hoàng của quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa khỏi Tây Nguyên. Cuộc triệt thoái cao nguyên đã tai hại cho sự sống còn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng sự tan rã tại miền Trung lại còn tai hại nhiều hơn nữa. Tại cao nguyên, ít ra cũng còn có những trận đánh lớn của quân giải phóng và Buôn Mê Thuột. Thế nhưng tại miền Trung, rõ ràng là quân Việt Nam Cộng Hòa đã tự gây ra sự sụp đổ tinh thần để rồi dẫn tới chủ bại và tan rã. Và nguyên nhân dẫn đến cái đại họa này vẫn là đến từ hai chữ mập mờ của Nguyễn Văn Thiệu. Có lẽ đến khi sang đến thế giới bên kia, tướng Phú và tướng Trưởng cũng chẳng thể nào hiểu nổi ông Thiệu muốn gì và ông ta đang toan tính cái gì. Và có lẽ là tất cả chúng ta cũng đều như vậy. Hệ thống phòng thủ vững chắc nhất. Chúng ta đã bị phản bội rồi. Đó là lời than thở và cũng là lời mở đầu đưa tới sự tan rã của Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn từng được nhiều quan sát viên quốc tế coi là sư đoàn chiến đấu giỏi nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đến nỗi mà không có sư đoàn nào của cả Mỹ hoặc Đại Hàn có thể sánh kịp. Lời than thở trên đây do chuẩn tướng Nguyễn Văn Điểm, tư lệnh Sư đoàn 1 thốt ra khi ông ta họp các sĩ quan cao cấp của mình tại đại bản doanh của Sư đoàn 1 vào buổi sáng ngày 25 tháng 3 năm 1975. Sau lời than thở nói trên, tướng Điểm nói: "Chúng ta phải bỏ Huế thôi." Ông ta nhận được lệnh từ cấp trên ở Đà Nẵng là phải bỏ thành Huế để bảo toàn các binh sĩ của sư đoàn. Bỏ mà không giao tranh. Bỏ Huế là nơi mà nhân thân và gia đình của nhiều binh sĩ tại quân đoàn 1 đang sống tại đó. Trong khi tiếng Đại Bác vọng về từ phía xa, thì tướng Điểm ra lệnh: "Bây giờ thì mạnh ai, người ấy lo cho chính mình đi." Lệnh tổng quát nói rằng các binh sĩ phải gắng sức từ các vị trí hiện tại đi về phía bờ biển, rồi từ bờ biển xuôi về phía nam. Các tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ đón các thương bệnh binh, còn các binh sĩ khỏe mạnh thì phải tự đi tới điểm tập trung ở phía nam đèo Hải Vân, tại ngoại ô hải cảng Đà Nẵng. Tướng Điểm chấm dứt buổi họp ảm đạm này chỉ bằng chỉ thị, giữ im lặng vô tuyến, và ông ta chúc mọi người may mắn. Hành quân triệt thoái là hình thức hành quân khó khăn và bậc nhất. Thế nhưng ở đây chỉ có một cái mệnh lệnh và một cái chỉ thị khá mơ hồ, chẳng có một kế hoạch gì hết. Và đó là những nét tiêu biểu cho lệnh hành quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại vùng 1 để rút khỏi các tỉnh phía Bắc của Việt Nam Cộng Hòa vào cuối tháng 3 năm 1975. Chỉ mới trước đó có một tháng thôi, hệ thống phòng thủ vùng 1 được coi là hệ thống vững chắc bậc nhất. Tư lệnh vùng 1 cũng là viên tướng được kính nể nhất của Việt Nam Cộng Hòa, tướng Ngô Quang Trưởng, đã mất rất nhiều công sức và tâm huyết để huấn luyện, tăng cường và chuẩn bị cho quân đoàn của mình sau những trận đánh ác liệt từ năm 1974. Quả thực là trước khi có cuộc rút lui bi thảm ở cao nguyên, thì các đơn vị của vùng 1 được kể là tinh nhuệ nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc ấy, vùng 1 có sư đoàn dù và sư đoàn tùy quân lục chiến. Cả hai đều là những bộ phận được quân Việt Nam Cộng Hòa đánh giá là đại đơn vị thật là ưu tú, gồm toàn những quân nhân tình nguyện và tất cả đều đầy kinh nghiệm tác chiến. Những cuộc thanh tra của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều dẫn tới kết luận rằng Sư đoàn 1 là sư đoàn giỏi nhất của các sư đoàn chính quy quân Việt Nam Cộng Hòa. Sư đoàn 3 Bộ binh tuy bị chê bai nhiều sau kết quả tồi tệ mùa hè năm 1972, nay đã được phục hồi về tinh thần và tăng thêm uy tín sau khi được chỉnh đốn, bổ sung đầy đủ về nhân lực và lại được điều khiển bởi một viên tư lệnh quả cảm và nhiều uy tín trong mắt của quân Việt Nam Cộng Hòa, đó là tướng Nguyễn Duy Hình. Sư đoàn 2 Bộ binh thì tuy bị lãnh đạo tồi và bị thiệt hại khá nhiều, nhưng đã được hai liên đoàn biệt động quân tăng cường nên tinh thần cũng bớt sa sút. Trước khi có cái lệnh rút lui lờ mờ nói trên, thì các quân nhân của quân đoàn 1 đã thi hành rất chính xác và nghiêm chỉnh kế hoạch phòng thủ của Trung tướng Ngô Quang Trưởng. Sư đoàn thủy quân lục chiến giữ Quảng Trị, sư đoàn 1 thì giữ một tuyến ở phía Tây và phía Nam gần vùng rừng núi để bảo vệ cố đô Huế. Sư đoàn dù thì giữ đèo Hải Vân,
và bảo vệ các tiền đồn ở phía tây Đà Nẵng. Sư đoàn 3 thì chặn giữ các ngả vào Đà Nẵng từ phía nam. Các đơn vị xa nhất về phía nam gồm các đơn vị thuộc sư đoàn 2 được bố trí quanh căn cứ Chu Lai. Tướng Ngô Quang Trưởng tin tưởng rằng 5 sư đoàn trong tay có thể chặn bất cứ một cuộc tấn công nào của quân giải phóng trong vùng gần khu phi chiến. Theo tính toán, dù cho quân giải phóng có tung vào đây các sư đoàn chuẩn bị chiến lược ra, thì phía Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể tăng cường sự phòng thủ của mình bằng cách tập trung lực lượng theo dọc bờ biển. Các cấp chỉ huy dưới quyền tướng trưởng đã nhận được kế hoạch rút về 3 cứ điểm tại Đà Nẵng, Huế và Chu Lai nếu áp lực quân giải phóng quá mạnh. Và tại 3 cứ điểm này, các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa có thể cầm cự cho tới khi được tiếp viện hoặc là cho tới khi được triệt thoái bằng đường biển. Hành quân đoán mò. Như đã nói ở phần trên, cái điều oái oăm nhất trong cuộc hành quân hay triệt thoái của Việt Nam Cộng Hòa đó là sự mập mờ của Nguyễn Văn Thiệu. Khi mà Ngô Quang Trưởng không hiểu rằng ông ta muốn gì và chỉ có cách dựa vào khả năng suy đoán của chính mình để đoán mò rằng Thiệu đang nghĩ gì. Lúc quân giải phóng khởi đầu cuộc tấn công thì sự tin tưởng của tướng trưởng vào các sư đoàn của Việt Nam Cộng Hòa có vẻ như là sự tin tưởng đúng. Ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 3, quân dù và địa phương quân đã đẩy lùi được một cuộc tấn công của quân giải phóng ở phía đông quốc lộ 1 trong tỉnh Quảng Trị. Trong khi thủy quân lục chiến thì bẻ gãy được một cuộc tấn công khác của quân giải phóng có cả xe tăng yểm trợ ở phía tây thành Huế. Vài ngày sau đó, sư đoàn 1 và sư đoàn 2 cũng đẩy lùi được một đợt xung phong của quân giải phóng định cắt đứt tuyến quốc lộ 1. Thế nhưng vào ngày mùng 10 tháng 3, các kế hoạch sẵn có của tướng trưởng đều khá chơi với khi các trận đánh của quân giải phóng vào Ban Mê Thuột và vào phía tây Sài Gòn đã làm cho Nguyễn Văn Thiệu tin tưởng rằng mục tiêu của quân giải phóng chắc chắn phải là Sài Gòn. Và dựa theo ý kiến do Bộ Tổng Tham mưu là nên tổ chức một lực lượng chủ bị để bảo vệ thủ đô Sài Gòn, Thiệu đã bất ngờ ra lệnh cho tướng trưởng phải cho sư đoàn dù sẵn sàng rời khỏi miền Trung trong vòng 3 tuần để bảo vệ Sài Gòn. Thế nhưng chỉ 2 ngày sau thôi, Thiệu lập tức đón sư đoàn dù phải trở về Sài Gòn ngay. Khi tướng trưởng yêu cầu tướng Cao Văn Viên phải can thiệp thì được biết rằng lệnh của Thiệu là không thể nào thay đổi được nữa. Sau này, Cao Văn Viên cam đoan chắc với tướng trưởng là sẽ thay thế sư đoàn dù bằng một lữ đoàn thủy quân lục chiến mới, lúc ấy là ngày 12 tháng 3. Lời hứa của tướng Viên không đủ mạnh nên tướng trưởng vẫn còn lo ngại cho số phận của toàn miền Trung. Tới ngày 13 tháng 3, ông ta đích thân phải bay về Sài Gòn gặp Thiệu để trình bày nhu cầu của vùng 1. Trong buổi họp này có mặt cả tướng Cao Văn Viên, tổng tham mưu trưởng, tướng Đặng Văn Quang và một bộ mặt mới là tướng Nguyễn Văn Toàn, vừa được đổi từ một trung tâm huấn luyện về giữ chức tư lệnh quân đoàn 3. Tướng trưởng nói cho mọi người biết rằng nguy cơ nếu rút sư đoàn dù về Sài Gòn, không có sư đoàn dù thì có thể sẽ mất Quảng Trị và Huế sẽ bị uy hiếp. Thiệu thì chẳng muốn giải quyết các khó khăn của tướng trưởng một cách trực tiếp. Thay vào đó, Thiệu lại giải thích về kế hoạch rút bỏ bớt lãnh thổ. Tướng trưởng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thiệu nói rằng giờ đây Thiệu sẵn sàng bỏ luôn các tỉnh phía Bắc của Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu giải thích rằng vì ngoại viện đã giảm và Mỹ sẽ không còn can thiệp nữa, cho nên phải rút lực lượng về để bảo vệ Sài Gòn và tổ chức một lực lượng chuẩn bị chiến lược. Thiệu bảo tướng trưởng rằng tha mất vùng 1 và vùng 2 còn hơn. Tướng trưởng không thể nào lay chuyển được Thiệu và Thiệu chỉ cho tướng trưởng thêm 4 ngày nữa để bố trí lại lực lượng trước khi sư đoàn dù bị rút đi. Thiệu nói thêm rằng Đà Nẵng có thể cần phải được bảo vệ, thế nhưng phần còn lại của vùng 1 thì có thể sẽ phải bỏ trong cơn khủng hoảng này. Mấy viên tướng có mặt trong buổi họp không muốn nói cho tướng trưởng biết một tin xấu khác nữa. Đó là sau khi sư đoàn dù về thì sẽ đến lượt sư đoàn thủy quân lục chiến cũng sẽ bị rút đi. Cho nên khi trở lại vùng 1, tướng trưởng vẫn còn đang yên chí là trong tay có 4 sư đoàn mạnh. Trở về Đà Nẵng, tướng trưởng vô cùng tức giận vì cái kế hoạch phòng thủ của ông đã bị phá vỡ. Khi họp với Bộ Tham mưu Quân đoàn 1, tướng trưởng chỉ trích quyết định của Thiệu và dọa sẽ từ chức. Nhưng sau đó, ông ta lại suy tính xem liệu còn có thể giữ được bao nhiêu lãnh thổ của vùng 1 khi lực lượng bị chặt bớt như vậy. Tướng trưởng có thể đã chỉ trích quyết định của Thiệu, nhưng ông ta sẽ không trái lệnh của Thiệu, vì lệnh của Thiệu về việc rút bỏ lãnh thổ là rất lờ mờ, và lệnh tái phối trí các đơn vị quân đội cũng lờ mờ không kém.
cho nên tướng trưởng chẳng thể nào hiểu rõ được Thiệu Đảng muốn cái gì. Do đó, ông ta vẫn cố làm những gì mà ông cho là đúng, theo sự suy đoán của ông ta, từ cái lệnh lờ mờ của Thiệu Kiệt. Xét cho cùng, Ngô Quang Trường vẫn là một quân nhân có trách nhiệm và là một vị tướng có tầm. Dù trong tình cảnh ngặt nghèo, trên đe mà ngoài thì bị đánh, ông vẫn tận tâm để thực hiện công việc. Tướng trưởng nói với tham mưu trưởng của mình là đại tá Hoàng Mạnh Đăng rằng ông ta được lệnh rút bỏ phần lớn của vùng 1, chỉ giữ lại Đà Nẵng, Hải Cảng và vùng phụ cận của Đà Nẵng. Tướng trưởng ra lệnh tái phối trí tức khắc. Các sư đoàn mạnh là sư 1, sư 3 và sư thủy quân lục chiến thì dàn ra thành một vòng cung ở quanh Hải Cảng, trong khi sư đoàn 2 yếu hơn thì được giữ làm chuẩn bị. Bước đầu tiên của tướng trưởng là thay thế hầu hết các đơn vị của sư đoàn thủy quân lục chiến bằng lực lượng địa phương quân. Trong nhiều ngày sau đó, khi tướng trưởng gặp Thiệu trong ngày 13 tháng 3, địa phương quân được dùng làm lực lượng nghi binh, mục đích là làm cho quân giải phóng không đoán được sự chuyển hóa của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cả 3 lữ đoàn của sư đoàn thủy quân lục chiến sẽ tới các vị trí mới. Lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến chiếm đóng vị trí dọc con sông Bồ, ở ngay ranh giới bắc thành phố Huế. Lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến thay thế lữ đoàn dù ở phía bắc đèo Hải Vân. Và lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến sẽ thay thế các đơn vị dù ở các vị trí phía tây Đà Nẵng. Hai liên đoàn biệt động quân, mỗi liên đoàn 1.200 người, sẽ giữ khoảng trống lớn nhất ở tuyến phòng thủ phía bắc của vùng 1. Tướng trưởng cũng ra lệnh cho chuyển đại pháo 175 ly. Loại này thì vô cùng nặng nề và sẽ tăng M48 của trung đoàn chiến xa số 20 và kho đạn từ Huế, tất cả rút về Đà Nẵng. Khi các đơn vị bắt đầu đổi vị trí, thì một vấn đề nữa làm cho tướng trưởng nhức óc từ khi ông ta trở lại vùng 1, đó là vấn đề về gia đình binh sĩ. Binh sĩ thì rất quyến luyến với gia đình, và trại gia đình thì đã được thành lập ngay sát các đơn vị. Khi chưa có chiến sự, thì sự gần gũi gia đình là có lợi cho tinh thần binh sĩ. Thế nhưng nếu như chiến sự xảy ra, thì nó có thể gây nguy hại cho các gia đình đó. Do đó, tướng trưởng rất hài lòng về sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến, vì hai sư đoàn này đều có gia đình binh sĩ tại Sài Gòn. Họ ít bị dịn vì gia đình tại miền Trung. Vì vậy, vì hai sư đoàn này đều có mặt lâu dài tại miền Trung, nên lại nảy sinh một vấn đề tâm lý và tình cảm mới. Đó là sự quyến luyến và tin cậy của người dân tại hai đơn vị đó. Cho nên khi hai sư đoàn ấy rút đi vào hạ tuần tháng 3 năm 1975, thì một số người ở Quảng Trị và Huế cũng bắt đầu bỏ về Đà Nẵng. Trong một vài trường hợp, chính các viên chức chính quyền còn khuyến khích người dân ra đi. Ví dụ như ngày 15 tháng 3, khi lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến rút khỏi Quảng Trị, thì tỉnh trưởng Quảng Trị là Trung tá Đỗ Kỳ đã gợi ý các công chức và quân nhân nên cho gia đình tản cư. Thoạt đầu thì chỉ có một ít ra đi, đây là những người có của và gia đình của các công chức cao cấp. Thế nhưng về sau, khi chính những người nghèo cũng cảm thấy lo sợ khi nhìn những người khá giả ra đi, thế là đoàn người rút chạy càng đông thêm. Đến ngày 18 tháng 3, thì quốc lộ 1 đưa tới đèo Hải Vân đã đẩy dân thường chen chúc nhau. Chỉ trong vài ngày mà dân số Đà Nẵng đã tăng gấp đôi lên gần 1 triệu người. Theo lời yêu cầu của tướng trưởng, Thủ tướng Trần Thị Khiêm đã phải bay ra Đà Nẵng vì tướng trưởng nhận ra rằng vùng 1 và quân đoàn 1 không có khả năng trợ giúp những người này. Sau khi nghe các giới chức trình bày về kích thước của vấn đề dân tản cư, Trần Thị Khiêm hứa sẽ cho một ủy ban tới Đà Nẵng để đảm trách việc cứu trợ và để quân đội có thể yên tâm lo việc đánh trận. Sẽ có tàu dân sự tới để di tản gia đình binh sĩ và thường dân ra khỏi Đà Nẵng. Thế nhưng Trần Thị Khiêm cũng cho tướng trưởng biết một tin xấu là sẽ không có một lữ đoàn thủy quân lục chiến tới tăng cường như tướng Cao Văn Viên đã hứa với ông ta trước đó để thay cho sư đoàn dù. Và giờ đây, tình hình bắt đầu nóng bỏng hơn. Chỉ đạo kiểu sáng nắng chiều mưa. Sau khi Trần Thiện Khiêm trở lại Sài Gòn, Thiệu đã gọi tướng trưởng về họp tại Sài Gòn ngày 19 tháng 3 năm 1975. Cũng như trong buổi họp trước, tướng trưởng bắt đầu bằng phần trình bày tình hình vùng 1 và ông ta phác họa về các ngã đường để rút về Đà Nẵng. Thế nhưng tướng trưởng vô cùng kinh ngạc khi thấy Thiệu bác bỏ kế hoạch triệt thoái của ông ta. Thiệu đã nói rõ ràng rằng tướng trưởng đã hiểu sai các lệnh của mình. Thiệu nói rằng, mặc dù trong buổi họp ngày 11 tháng 3,
Thiệu có nói rằng Huế không quan trọng bằng Đà Nẵng. Thế nhưng Thiệu thì không đồng ý bỏ Huế. Nếu cần thì có thể bỏ Chu Lai, chứ không thể nào bỏ Huế được. Thiệu ra lệnh ngừng ngay việc tản cư Huế và ra lệnh cho truyền thanh một thông điệp thu sẵn của mình vào ngày 20 tháng 3. Trong đó Thiệu tuyên bố là sẽ bảo vệ Huế bằng bất cứ giá nào. Tại sao Thiệu lại ra cái lệnh ngược đời với chính cái lệnh của chính mình trước đó vậy? Có một nguồn tin giải thích rằng vì nhận thấy việc ra lệnh rút bỏ cao nguyên rất tai hại nên Thiệu không dám rút bỏ thêm nữa. Thế nhưng theo phía Mỹ thì nhờ có máy nghe lén đặt ở văn phòng của Thiệu, cơ quan CIA biết rằng đã có hai nhân vật nào đó đến gặp Thiệu sau vụ rút khỏi cao nguyên. Một người là Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, còn người kia là tướng Trần Văn Đồn, phó thủ tướng. Cả hai đã khuyến cáo Thiệu rằng nên một là từ chức, hai là phải làm một cái điều gì đó để lấy lại tinh thần cho toàn miền Nam. Một cử chỉ kiểu anh dũng, ví dụ như là lời tuyên bố tử thủ cố đô, có thể sẽ nâng cao tinh thần của anh em binh sĩ. Tuy ngạc nhiên về các lệnh tiền hậu bất nhất của Thiệu, thế nhưng tướng trưởng cũng nghĩ rằng ở lại Huế để chiến đấu cũng là một điều tốt nhất. Khi tướng trưởng hỏi về tin đồn sẽ rút sư đoàn thủy quân lục chiến về Sài Gòn, thì Thiệu lại cam đoan chắc với ông ta là không có điều đó. Thế nhưng tướng Trần Thị Khiêm đã bí mật rỉ tai riêng với tướng trưởng là có một dự trù nào đó nhằm đưa sư đoàn thủy quân lục chiến về phía Nam. Với một tinh thần dao động mạnh, tướng trưởng trở lại Đà Nẵng vào buổi chiều ngày 19 tháng 3 để thấy tình thế tại đó ngày càng thêm tồi tệ. Pháo binh tầm xa của quân giải phóng đã nã dữ dội vào bản doanh tiền phương của quân đoàn 1 ở gần Huế. Quân giải phóng cũng bắt đầu nhận ra rằng địa phương quân chỉ là nghi binh để quân chính quy của Việt Nam Cộng Hòa rút đi. Cho nên quân giải phóng đã tung ra một lực lượng bộ binh thiết giáp vượt qua các đơn vị địa phương quân để tiến tới tuyến phòng thủ gần nhất của quân Việt Nam Cộng Hòa, lập ra dọc theo sông Mỹ Chánh, một nửa đường tới Huế. Trong khi đó, ở phía Nam Huế, các đơn vị tiền phong của sư đoàn 324B và 325C của quân giải phóng đã tấn công vào sư đoàn 1 và liên đoàn 15 biển động quân đóng gần quốc lộ 1. Buổi sáng ngày 20 tháng 3 năm 1975, tướng trưởng đáp máy bay tới bản doanh thủy quân lục chiến ở phía Nam phòng tuyến Mỹ Chánh. Tại đây, ông ta nói với các cấp chỉ huy của quân đoàn 1 rằng Thiệu ra lệnh phải giữ Huế bằng mọi giá. Các sĩ quan tỏ vẻ vui mừng vì rốt cuộc ít ra thì họ cũng nhận được một cái lệnh dứt khoát và cương quyết, và họ sẵn sàng chiến đấu trong tư thế chuẩn bị hiện tại. Đến 1 giờ 30 phút đêm hôm đó, người dân được nghe lời tuyên bố thu băng của Thiệu qua đài phát thanh Huế rằng Huế sẽ được bảo vệ bằng mọi giá. Thế nhưng tới buổi chiều cùng ngày, khi trở lại bản doanh quân đoàn, tướng trưởng đã vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi nhận được cái lệnh rằng không giữ Huế nữa. Một mật điện từ Sài Gòn gửi tới nói cho tướng trưởng biết rằng Bộ Tổng Tham mưu chỉ có phương tiện để yểm trợ một vùng cố thủ tại vùng 1, và có nghĩa là tướng trưởng phải lựa chọn chỉ được giữ lấy một vùng thôi. Tướng trưởng suy diễn rằng Thiệu muốn phải rút về Đà Nẵng vì Thiệu vẫn coi Đà Nẵng là thành phố quan trọng nhất tại miền Trung. Và quả thực là lời lẽ trong mật điện rất mập mờ, cũng giống như thói quen của Thiệu từ lâu nay vẫn rất mập mờ như vậy. Dẫu sao thì một mệnh lệnh cực kỳ quan trọng như vậy mà được soạn thảo bằng ngôn từ mập mờ thì chắc chắn nó kiểu gì cũng dẫn tới đại họa. Và thế là lại một lần nữa, tướng trưởng tin rằng lệnh đã ra là phải rút về Đà Nẵng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa không cần phải tử thủ để giữ Huế. Vậy là khi quân giải phóng còn chưa đánh bất kỳ một trận chiến lược nào thì quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị được xem là lá chắn phòng thủ vững chắc nhất, đã tự tan rã và rút lõi dần. Lệnh chỉ đạo mập mờ của Thiệu nó có sức mạnh lớn hơn cả vài sư đoàn quân giải phóng, khi có thể tự làm tan rã cả một quân đoàn được xem là thiện chiến nhất. Vậy nhưng tấn thảm kịch thì vẫn còn ở phần sau. Hãy đón chờ phần 2 của series video nhé.